sách là một vật báu từ ngàn đời trước, là nơi kết hợp những tinh hoa của người xưa để lưu truyền lại cho các thế hệ mai sau, đó là những kinh nghiệm, những định thức, là những sản phẩm thuộc về đời sống tinh thần của con người, giúp con người phát triển mà không quên đi nguồn cội của chính mình. Nhà văn Gorky từng nói, mỗi cuốn sách là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến gần hơn với con người, sách là món quà vô giá của nhân loại. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra được điều đó. Tôi là Thủy, sinh viên năm 3 của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Trước đây khi có thời gian rảnh rỗi, tôi thường thích xem phim, nghe nhạc hoặc mua sắm. Mỗi khi cầm vào sách là cơn buồn ngủ lại ập đến với tôi. Đã có lúc việc đọc sách đối với tôi như một cực hình, mọi thứ có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến một ngày. Thầy có gửi cho lớp mình một câu hỏi và sau đây tôi sẽ đọc câu hỏi phổ biến đến mọi người như sau. Các đồng chí hãy cho biết tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đạo đức và tiểu đội chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận. Mọi người có ý kiến gì chúng ta góp ý để xây dựng làm cái bài điều kiện cho nó hoàn chỉnh. Anh nhớ này. Sao em? Lúc nãy ấy, thầy cho bài điều kiện mà em tìm hoài trong sách không thấy ở trang nào cả. Giờ phải làm sao ạ? Nhưng mà anh biết một chỗ có thể làm được. Ở đâu vậy ạ? Ở thư viện của trường. Đúng rồi nhỉ, vậy chúng ta đi thôi nhé. Ok em. Anh nhắc này, anh có chắc là mình sẽ tìm được câu trả lời ở đây chứ? Có chứ, yên tâm, em cứ đi theo anh. Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam. Cuốn sách là công trình chuyên khảo tập hợp những kết quả nghiên cứu công phu trong nhiều năm cũng như những trải nghiệm của giáo sư Vũ Khiêu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh là những tư tưởng lớn được coi là điểm nhấn của cuốn sách. Thông qua nguồn tư liệu phong phú, được chắt lọc văn phong trong sáng, giản dị mà sâu sắc, cuốn sách đem lại cho bạn đọc những thu hoạch bổ ích, những cảm nhận mới về con người. Sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trên nhiều bình diện, quá khứ và hiện tại, truyền thống và hiện đại, lịch sử và văn hóa, triết lý nhân sinh, nghệ thuật thẩm mỹ, từ đó thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng và giá trị nhiều mặt của nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại bằng sự trình bày mạch lạc rõ ràng, giản dị mà sâu sắc. Tác giả đem đến cho người đọc những thông tin bổ ích, những cảm nhận mới về sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, thấy rõ hơn tầm vóc, ảnh hưởng và giá trị nhiều mặt về nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh đối với dân tộc, với thế giới và thời đại, đó là một đóng góp quý báu của tác giả vào sự nghiệp nghiên cứu Hồ Chí Minh. Đọc những trang viết của tác giả trong cuốn chuyên khảo dày dặn và công phu này, chúng ta sẽ cảm nhận được ở ông một tấm lòng thành, một tình yêu trọn vẹn thiết tha với Bác Hồ cũng là với Đảng, với nhân dân mình, đó còn là niềm tin khoa học sâu sắc của ông vào lý tưởng và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, của văn hóa, của nghệ thuật trong việc xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người.
vào sức mạnh của đạo đức và thực hành đạo đức cách mạng mà Bác Hồ là một kiểu mẫu trong sự nghiệp xây dựng đất nước, chấn hưng dân tộc, đào tạo con người, hoàn thiện nhân cách. Những nội dung phong phú trên được giáo sư thể hiện nhất quán, rõ ràng trong từng phần về di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trên những bình diện khác nhau qua 5 phần của cuốn sách, đó là Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, Hồ Chí Minh với vấn đề văn hóa và con người, Hồ Chí Minh với các vấn đề nghệ thuật và tôn giáo, Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ, kèm theo đó là một số bài minh họa, văn bia, hoành phi, câu đối của tác giả tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ qua đọc cuốn chuyên khảo. Chúng ta có thể nhận thấy ở đây nhiều luận điểm nghiên cứu sáng tạo, có sức gợi mở tìm tòi. Công trình của giáo sư Vũ Khiêu góp thêm một thành tựu mới vào trong số những thành tựu nghiên cứu về Hồ Chí Minh, cung cấp cho bạn đọc những thông tin có giá trị về tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh. Cuốn sách thật sự là nguồn cảm hứng đối với tôi, kể từ đó, việc đọc sách trở thành một niềm vui, một sở thích của tôi sau những giờ học tập trên lớp.